do chẳng duyên thánh đế khổ mà sanh thức đó là vì chẳng thấy thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế khổ chẳng duyên thánh đế tập diệt đạo mà sanh thức đó là vì chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế tập diệt đạo do chẳng duyên bốn tịnh lự mà sanh thức đó là vì chẳng thấy bốn tịnh lự nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự chẳng duyên bốn vô lượng bốn định vô sắc mà sanh thức đó là vì chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc do chẳng duyên tám giải thoát mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tám giải thoát, nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải thoát, chẳng duyên tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Do chẳng duyên bốn niệm trụ mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy bốn niệm trụ, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn niệm trụ chẳng duyên bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà sanh thức đó là vì chẳng thấy bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo do chẳng duyên pháp môn giải thoát không mà sanh thức đó là vì chẳng thấy pháp môn giải thoát không nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát không chẳng duyên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà sanh thức đó là vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện do chẳng duyên 10 địa bồ tát mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy 10 địa bồ tát nên gọi là chỉ rõ tướng của 10 địa bồ tát, do chẳng duyên năm loại mắt mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy năm loại mắt nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt chẳng duyên sáu phép thần thông mà sanh thức đó là vì chẳng thấy sáu phép thần thông nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông do chẳng duyên mười lực phật mà sanh thức đó là vì chẳng thấy mười lực phật nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực Phật. Chẳng duyên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn điều không sợ, cho đến tướng của 18 pháp Phật bất cộng. Do chẳng duyên pháp không quên mất mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy pháp không quên mất nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không quên mất, chẳng duyên tánh luôn luôn xả mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn luôn xả do chẳng duyên trí nhất thiết mà sanh thức đó là vì chẳng thấy trí nhất thiết nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết chẳng duyên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà sanh thức đó là vì chẳng thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Do chẳng duyên tất cả pháp môn Đà La ni mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La ni nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Đà La ni, chẳng duyên tất cả pháp môn Tam Ma địa mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma địa nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Tam Ma địa. Do chẳng duyên quả dự lưu mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy quả dự lưu, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả dự lưu chẳng duyên quả nhất lai bất hoàn a la hán mà sanh thức đó là vì chẳng thấy quả nhất lai bất hoàn a la hán nên gọi là chỉ rõ tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán do chẳng duyên quả vị độc giác mà sanh thức đó là vì chẳng thấy quả vị độc giác nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị độc giác do chẳng duyên tất cả hạnh đại bồ tát mà sanh thức đó là vì chẳng thấy tất cả hạnh đại bồ tát nên gọi là chỉ rõ tướng của của tất cả hạnh đại Bồ Tát do chẳng duyên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà sanh thức đó là vì chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật này thiện hiện do ý nghĩa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ của chư Phật